chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Đánh giá Honda Civic 105R 2009 với giá 105 triệu đồng, tắt có giá ra miếng. Honda Civic 105R 2009 được bán chính hãng Việt Nam với mức giá 105 triệu 500 đồng, cao hơn rất nhiều đối thủ còn lại trong cùng một khúc. Với cái mức giá trên này thì cái chiếc Honda Civic 105R 2009 liệu có xứng đáng để người tiêu dùng xuống tiền hay không? Sau khi thành công phân khúc xe phân khối lớn ở Việt Nam với mức giá bán vô cùng cạnh tranh, Honda Việt Nam tiếp tục lấn sân sang cái phân khúc mô tô cỡ nhỏ. Cái tên mới nhất mà hãng Nhật Bản này đưa về chính là cái chiếc Civic 105R 2009 với thiết kế là khá hoàn toàn mới, lột xác so với cái thời cũ. Hiện tại thì phân khúc này có hãng thủ cạnh tranh chính ở Việt Nam và điều bán chính hãng là cái chiếc Yamaha TFX và Suzuki CX-S 110. Nếu so về mặt giá bán, nhiều người phải giật mình với cái sự chênh lệch giữa ba cái mẫu xe này là rất lớn. Honda Civic 105R 2009 được bán chính hãng với mức giá 105 triệu đồng. Yamaha TFX thì có mức giá là 73 triệu đồng. Trong khi cái chiếc Suzuki CX-S 110 thì có mức giá bán từ 69 triệu đồng. Như vậy thì cái chiếc Civic 105R 2009 có mức giá cao hơn cái chiếc Yamaha TFX là 32,5 triệu đồng và hơn cái chiếc Suzuki CX-S 110 là 36,1 triệu đồng. Cả ba mẫu xe này đều được nhập khẩu nguyên chiếc Việt Nam. Honda Civic 105R 2009 có gì để định giá cao như vậy? Về mặt thiết kế, mọi nhãn hiệu có một cái phong cách riêng biệt. Thế nên, việc đánh giá đẹp xấu không được bàn tới khi được so sánh. Về thương hiệu thì Honda chắc chắn sẽ có tên tuổi và có sự tín nhiệm cao hơn đối với người tiêu dùng Việt, cả về chất lượng cũng như dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa. Đây là một cái điều đã được khẳng định thông qua các doanh số bán hàng hàng năm của Honda, chiếm tới gần 3/4 doanh số toàn thị trường xe máy ở Việt Nam. Về ngôn ngữ thiết kế của mình, Honda phát triển bằng cách áp dụng cái ngôn ngữ thiết kế Neo Sport Cafe, tạo ra cho chiếc xe cái thể thao hơn, cổ điển, từ cái đèn pha tròn đến một cách cà phê đời sự, nhưng sẽ được kết hợp với một thiết kế hiện đại nhờ vào một cái bình xăng đầy cơ bắp, khỏe khoắn, đèn pha với công nghệ dàn LED. Và ở cái đời phiên bản năm 2009, Honda Civic 105R tiếp tục được nhấn mạnh vào ngôn ngữ thiết kế Neo Sport Cafe. Ngoài ra nó còn trang bị cho mình một bộ tem hoàn toàn mới với ba màu sắc chủ đạo là trắng, đen và đỏ. Đuôi xe có cái sự hiện diện của cái chữ số 1/10 nó bật. Cái cụm phanh tại bánh trước và sau cũng được sơn màu đỏ đậm chất thể thao, giúp tăng thêm cái điểm nhấn cho cái mẫu xe này. Honda Civic 105R 2009 vẫn sở hữu một số thiết kế nổi bật, bao gồm cái cụm đèn pha tròn hoàn cổ áp dụng hoàn toàn bằng công nghệ chiếu sáng nhà LED chia làm hai tầng. Đây cũng được tích hợp thêm cái đèn định vị. Đèn nhanh đặt ở trên có thiết kế bắt mắt, cũng dùng cái bóng đèn LED. Tương tự đèn pha, đèn hậu và cái đèn xi nhan ở phía sau cũng dùng công nghệ dạng LED hiện đại. Ngoài cái chiếc Honda Civic 105R 2009 sở hữu kích thước tổng thể dài, rộng, cao lực 1973 x 822, dốc ngang 053 mm, chiều dài trục cơ sở 1296 mm, cái chiều cao yên 795 mm, cái khoảng xe ngầm 139 mm. Xe có một cái trọng lượng không tải 123-125 kg tùy theo từng phiên bản. Bình xăng có thiết kế thể thao với một cái dung tích là 8,5 lít. Bánh trước được trang bị cho mình một cái bộ mâm 17 inch cùng với lớp 110/70. Bánh sau là cái mâm 17 inch cùng với cái lớp 150/60. Hệ thống phanh trước là loại đĩa phanh khí lực có cái đường kính 296 mm, trang bị ABS tiêu chuẩn tại Việt Nam là cái sự khác biệt hoàn toàn so với các mẫu khác trong cùng khúc.
Chà biết sao, cũng là loại phanh đĩa lực với cái đường kính 220mm. Hai cánh cái giảm sức trước loại hành trình ngược với cái đường kính là 41mm. Chà phía sau là cái dạng Molyshock. Yên xe được thiết kế phong cách từ những cái chiếc nước bài với yên sau nhô cao ở cái phiên bản tiêu chuẩn. Hai cánh ống xả đặt ngay. Cái hệ thống ống xả được đặt ngay ngắn ở phía dưới gầm xe, mang đến một phong cách hoàn toàn mới lạ cho cái mẫu mô tô cỡ nhỏ này. Cái có động cơ được đặt trong cái khung kim loại tạo hình kim cương và gần như để lộ hoàn toàn. Màn hình hiển thị hoàn toàn cái dạng điện tử với những thông tin như tốc độ, vòng tua, số, nhiên liệu, odo hay chip. Nếu xét về cái tính tổng thể thì cái chiếc Honda CB 105R29 là cái sự kết hợp giữa phong cách cổ điển và lẫn những nét hiện đại của công nghệ tiên tiến. Cái mẫu xe này cho thấy cái độ hoàn thiện và thiết kế gọn gàng tinh tế hơn so với các mẫu khác trong cùng một khúc. Đặc biệt với những công nghệ hiện đại như chống bó cứng phanh ABS giúp người dùng yên tâm hơn di chuyển và một cái trang bị cũng rất là đáng đồng tiền mắc gạo. Khả năng vận hành như thế nào? Honda CB 105R29 tiếp tục được trang bị cho mình một cái khối động cơ 149cc, phun xăng tử DCI, 4 vành xanh đường, cam đồi, hộp số sơ cấp, đâm mát bằng nước. Cái động cơ này cho ra một cái công suất là 16 lực, cùng với một cái moment xoắn cực đại là 13,6 Nm. Hiệu suất của cái chiếc CB 105R29 thấp hơn so với đối thủ Yamaha TPX. Là một mẫu xe mô tô cỡ nhỏ hướng tới nhiều cái mục đích di chuyển ở trong phố. Thế nhưng với công suất là 18 lực cùng với một cái moment là 13,6 Nm là quá đủ để di chuyển linh hoạt ở trong phố phường ở Hà Nội. Mặc dù có kích thước là khá lớn nhưng trọng lượng của cái mẫu xe này lại rất nhẹ, chỉ rơi vào khoảng 125kg, nên một người có thể có kích thước nhỏ như tôi có thể dễ dàng sử dụng cái mẫu xe này. Ngay khi đề nổ máy, một cái sự khác biệt rõ rệt mà tôi cảm nhận được so với thời cũ của cái chiếc CB 105R mà tôi đã từng trải nghiệm đó chính là cái tiến bộ về ga cũng rất là nhẹ nhàng. Âm thanh phát ra từ cái ống xả đặt dưới cái gầm rất là mạnh mẽ hơn hẳn những loại song song và cái gấp sau cũng quen thuộc ở chiếc kia. Ở cái trạng thái đứng yên, cái tiếng nổ xịt xịt nghe cũng khá là vui tai, thay vì êm ái và nhẹ nhàng như những đời cũ. Cái chiều cao yên của cái mẫu xe này là 795mm. Một người cao từ 1m65 như tôi có thể dễ dàng chống chân vận hành một cách linh hoạt. Thế nên những người có cái chiều cao khiêm tốn và trung bình như là người Việt Nam chúng ta cũng không cần quá lo ngại gì. Tay lái của cái mẫu xe này cũng khá rộng và cao, giúp khả năng đánh lái và cái góc cũng rộng và thoáng hơn, đúng phong cách của những cái chiếc nước cơ bài. Ngoài cái nút nháy đèn sinh vượt lắp ngay ở phần cái tay nắm như cái đẩy chuyển số phía sau vô lăng của những dòng ô tô thì những cái chi tiết khác vẫn rất quen thuộc. Vào số nhả con cho xe bắt đầu di chuyển chậm với một cái trọng lượng chỉ nhẹ 125kg, xe nhanh chóng vọt lên sau một cú tăng ga. Là một cái mẫu 150 phân khối nên cái dòng xe này làm khá là nhẹ nhàng khi vô con, dễ dàng bóp và nhả ra mỗi khi nhảy số. Tuy nhiên ở cấp số 1 và 2 chạy tốc độ là khá ngắn, điều này đôi khi gây ức chế cho người dùng khi di chuyển ở trong phố bởi phải liên tục lên rồi về số. Lên số 3 xe bắt đầu di chuyển mượt hơn, cái tay phanh ga cũng nhạy và nhẹ hơn trong mỗi lần là kéo nhẹ. Đối với cái điều kiện di chuyển ở trong phố phường như Hà Nội thì số 4, 5 hoặc là 6 được xem là quá xa xỉ với người cầm lái. Thỉnh thoảng tôi có thử cho xe di chuyển ở số 4 tốc độ chừng là 50 km/h. Mỗi khi kéo tăng gia tốc thì xe có cảm giác là hơi một chút. Khi đạt tốc độ cao hơn, tay ga mới cho thấy cái sự nhạy bén trong từng thao tác tăng tốc. Với cấp số 5 và 6 thật sự phù hợp trên những cái cung đường dài, bởi khi đó xe sẽ di chuyển ổn định và không phải thường xuyên phanh và dừng như đi trong phố. Do điều kiện ở Việt Nam là không cho phép, thế nhưng việc trải nghiệm xe ở cái tốc độ cao là không thể. Tay lái rộng, trọng lượng xe lại thấp,
Thế nên khả năng di chuyển ở trong phố của cái mẫu CB105R29 là rất linh hoạt. Không khó để vận hành sang trái, sang phải liên tục hay đánh lái chấp gặp những chướng ngại vật bất ngờ ở trên đường. Ngoài ra thì cái mẫu này là mẫu duy nhất ở vùng khúc tỉnh Nam được trang bị hệ thống phanh ABS. Điều mà tôi cực kỳ nghĩ với cái điều kiện trời mưa, mặt đường hay trơn trượt, với công nghệ ABS này tỏ ra hiệu quả và an toàn vô cùng với những mẫu xe không được trang bị ABS. Và kết luận, CB105R29 từ nhà Honda với mức giá bán 105 triệu đồng chắc chắn sẽ khiến nhiều tay chơi phải giật mình bởi mức giá chênh lệch quá lớn so với các khủng khác trong cùng một khúc. Tuy nhiên, nếu có cơ hội trải nghiệm thực tế, nhiều người sẽ dần hiểu được vì sao cái mẫu xe này lại có mức giá bán cao hơn hẳn các khủng. Với kiểu dáng, phong cách thiết kế của mình không phải rất lâu nữa thì cái chiếc Honda CB105R29 mới bị lỗi thời bởi phong cách cổ điển kết hợp cùng với những nét hiện đại luôn cho thấy được vẻ đẹp trường tồn. Bỏ ra những trang bị nổi bật hơn các thủ trong phân khúc là một cái điểm cộng giúp cái mẫu xe này chiếm được tình cảm của rất nhiều người tiêu dùng Việt. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này để tiếp nhớ like, subscribe.